Em nói thật các bác nhé, xe này không mua thì mua xe nào ạ? Em thực sự các bác luôn, xe này quá đẹp luôn. Hôm nay này tiếp tục ưu đãi khách hàng, các bác nhá, khuyến mãi khách hàng, giá bao nhiêu cực kỳ tốt, cực kỳ rẻ nhá. Nói chung là con xe này thì không bàn cãi gì nhiều rồi các bác ạ. Em khẳng định luôn cho bác là bên em mua bán xe, đầu tiên là chất lượng xe, thứ hai là giá thành hợp lý. $139 triệu, được chưa? Giá tốt chưa? Giá cực kỳ yêu thương cho bác. Hai cụm đèn pha cực kỳ sáng đẹp này, trong veo. Vâng, em chào các bác. Tiếp tục hôm nay em quay lại chiếc xe BMW 318i sản xuất 2005, đăng ký lăn bánh 2006, số tự động, máy 1.8 thôi, được mệnh danh là lành và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong dòng BMW. Đường cao tốc nó chỉ 7,5 lít tới 8 lít trên 100 cây cả điều hòa. Phụ tùng của dòng này thì cực kỳ sẵn đồ nhá. Họ lên này các bác yên tâm sử dụng, riêng dòng mẹc 318 này, à dòng BMW 318 này cực kỳ lành nhá. Tiết kiệm, đồ đạc thì cũng rẻ thôi, sẵn đồ. Nói chung là nó không bị đắt như những dòng xe khác. Đó. Và đây là nội thất nguyên bản của xe. Đầu tiên là cái táp lô của xe này. Em quay từng chi tiết tỉ mỉ nhất nhá, từ chi tiết nhỏ nhất này, táp lô này. Nên các bác chịu khó xem hết video cho em ạ. Táp lô đầu tiên là nguyên bản này. Cái này là cái vân của nó này, cái nhựa nguyên bản nhá. Đó. Nó rất đẹp. Nguyên bản có độ màn hình rồi, cả cam hành trình đây, kết hợp cam lùi, màn hình cam lùi, cam hành trình đấy. Táp lô đây nguyên bản này, quá đẹp luôn này. 4 cái ghế là zin của nhà máy từ đầu đây, từ 2005 đăng ký, từ 2006 đây mà vẫn cái ghế vẫn còn zin đẹp này đây. Thực sự là chủ xe rất kỹ tính mới giữ được xe ghế như này ạ. Đinh chốt bản lề đẹp này, mới này, được chưa? Táp ly cánh cửa này, 4 táp ly cũng nguyên bản này, còn mới này. Các bác cứ để ý cái phần này nhá. Nhiều con xe nó bị sẽ bị nhẵn này, nhẵn này. Nó bị nhẵn. Nói thật sự luôn là nói như là nói đùa thôi ạ. Nhiều con xe những cái chỗ này nhá, nó nhẵn như đít đách luôn. Đấy, em nói thật, đấy nói sự thật luôn ấy. Không có gì phải bàn cãi gì nhiều nữa. Cái con xe này đây. Cái này nhá, nếu mà để sơn lại thì cái phần vân này nó sẽ bị che hết, không có bị lỗi những cái phần vân này, được chưa? Nhưng mà đây là nguyên bản này. Cái đơn giản nhất để nhận biết xe đẹp là như thế này đây. Được chưa? Táp ly này, nguyên bản này, mới chưa? Đi xí cóc này. Nói chung là chất lượng, đúng là một con xe chất lượng các bác ạ. Một con xe đẹp. 4 táp ly nó phải đồng đều với nhau nhé. Nó phải đồng đều với nhau này, không có phải là cái mới cái cũ đâu. Hàng ghế đằng sau cũng nguyên bản đây. Đinh chốt tem mác nguyên bản hết. Nói chung là dòng này thì thứ nhất là em bảo các bác rồi, BMW thì có nhiều loại chứ không phải con nào cũng tốn xăng, con nào cũng đắt đồ nhá. Không phải con nào cũng đồ đắt và tốn xăng. Con này máy 1.8 thôi, đồ nó cũng bình thường à. Đó, đằng sau đây lỉ này, nguyên bản này. Trần căng đét này, trần lỉ này, được chưa? Tiếp tục cái táp ly nữa đây. Đẹp chưa, đồng đều chưa? Túi khí, 6 túi khí nhá. Con này trang bị 6 túi khí vào cái xe. Phanh ABS chống bó cứng 4 bánh, cân bằng điện tử chống lật khi bác đổ đèo, chống lật. Nói chung là nó xịn xòa, an toàn. Ghế điện này, nhớ ghế này, ngả ghế này, nhớ ghế 3 vị trí. Vô lăng tích hợp bàn phím, có chế độ ga tự động đầy đủ. Nói chung là một chiếc xe an toàn hiện đại các bác nhá. An toàn hiện đại như dòng BMW đây, đi cao tốc hoặc đi đường nó khá yên tâm. Nó cực kỳ an toàn nhá. Đó, đi nó chắc tay lái, nó không có bị đảo tay lái. Ví dụ đường cao tốc các bác cứ vít lên khoảng 100-120 thì nó vẫn chắc lừ, nó không có bị đảo xe. Đấy, nó cực kỳ hay nhá. Nói chung là cái dòng này đơn giản đó các bác. Bảo mua mới thì ngày xưa nó toàn gần 2 tỷ các bác bảo, đơn giản đâu, từ đời 2006. Đây, đăng kiểm còn dài này. Các bác bảo thời đấy thì gần 2 tỷ thôi, có phải bé đâu. Thời đấy tiền nó có giá trị đúng không ạ? Nó quá là xa xỉ luôn. Và đây là phần máy này, động cơ êm này, động cơ khá êm này, máy lổ tròn tiếng nhá. Dòng bên em chuyên xe Đức nên là về xe Đức bên em cực kỳ am hiểu nhá, êm du.
nó lổ tròn tiếng ạ. Vâng, đó tổng thành xe BMW 318i, bác nào quan tâm ebook trực tiếp cho em ạ, theo số điện thoại 0988 04 đuôi tứ quý 8 hoặc 0926 836 686. Em Minh Ô Tô xin cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.